khách lại đưa tiền mặt cho em mấy trăm triệu còn lại chuyển khoản, nên cầm về nó hơi hơi vướng víu một xíu. Bình thường em giao dịch những cái sản phẩm giá trị này đa số là em nhận tiền qua chuyển khoản thôi. Vâng, xin chào toàn thể tất cả các bạn đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân thực hiện clip này để mà đi giao một siêu phẩm đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5723 cho một vị khách hàng siêu VIP tại Đồng Nai. Đây là trên tay em đang cầm là chiếc đồng hồ Patek Philippe 5723R Nautilus, dây da vàng nguyên khối kim cương baguette, siêu phẩm tuyệt vời. Và thông tin chi tiết sản phẩm này thì rất mong quý khách quan tâm thì truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân hotline 0901 247 247 hoặc qua Zalo cũng 0901 247 247. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ bỏ hộp. Em ơi, bỏ hộp vào cho anh và đưa hóa đơn hết cho anh chuẩn bị đi giao nha. Và hãy theo chân Kỳ Lân trên đường hành trình vận chuyển giao chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus cực kỳ giá trị đẳng cấp. Xin mời. Bước đến sân chơi đam mê thực lưu đẳng cấp của quý tộc, lấp lánh chiếu xa những hoa lụa là doanh nhân người thành công, gạt hết đi những lo toan bao bộn bề ngoài kia. Nào anh em ta, 1 2 3 yo, 1 2 3 yo, đây là sân chơi của giới người thượng lưu. 1 2 3 yo, 1 2 3 yo, đẳng cấp dân chơi là không cần phải nghĩ suy. 1 2 3 yo, 1 2 3 yo, đây là sân chơi của giới người thượng lưu. 1 2 3 yo, 1 2 3 yo, tiền không là tất cả, nhưng nếu có tiền sẽ không ai làm phiền đêm nay. Ta vừa hết đêm nay, chỉ cần dùng đến rượu vang, nhìn vào mắt anh đủ làm em say. Thêm chút khói shisha để cuộc tình của mình thêm bay. Chân dài cùng với chăm banh, quậy hết nước bên bàn DJ. Gọi anh là ông chủ vì trên tay anh là Vato. Gọi anh là ông chủ bởi vì tiền không bao giờ đủ. Gọi anh là ông chủ đi, anh tặng em túi da cá sấu nè. Mấy thằng thích em ngoài kia, gặp phải anh làm sao mà đấu nè. Mẫu mè, đó là cách làm của anh trong công việc. Oh yeah, cái em gào lên khi anh ở trong tiền. Éo lè, xã hội làm phiền có tiền là sống liền. Tiền không là tất cả nhưng phải sống sao khi không tiền. Ngày bận vết đêm bay thả cửa, các em bàn tán anh đầy chẳng chấp. Trong vơ tu không phải cho ngầu mà để họ biết anh đầy đẳng cấp. Anh dân chơi thượng lưu, tính cách của anh trường phu. Kỳ Lân Luxury, đi tới đâu mua tiền của bạn tốt. 1 2 3 yo, 1 2 3 yo, đây là sân chơi của dân người thượng lưu. Đích thân đối với những sản phẩm cực kỳ giá trị, cực kỳ quan trọng và cực kỳ cao cấp thì đích thân Kỳ Lân sẽ đi giao cho tất cả quý khách quý bác. Và đích thân Kỳ Lân sẽ trải nghiệm chạy xe trên cung đường và đi đến tận nơi của quý khách để giao sản phẩm đẳng cấp này để mình có những cái trải nghiệm thật là thú vị. Và mọi người hãy cùng theo chân Kỳ Lân nhé. Ok. Đây, trên đường về rất phu nhân, tại vì những cái sản phẩm mà giá trị nên Kỳ Lân muốn đi được trực tiếp giao cho khách hàng để mình an tâm hơn trong quá trình vận chuyển. Bởi vì đích thân mình là đi và đặc biệt là cũng để giao lưu với tất cả quý khách, được giao lưu với tất cả quý khách là một điều vinh hạnh lớn nhất của Kỳ Lân. Vì phải nói là thật là may mắn khi Kỳ Lân có cơ duyên được quen biết rất nhiều người, cũng như là được giao lưu với tất cả những quý anh chị, cô bác, những người có địa vị trong xã hội, những người yêu mến những cái đồ cao cấp. Đó là một điều tuyệt vời. Và từ đó Kỳ Lân có được rất nhiều sự ưu ái của anh chị em, cũng như là hợp tác trong những vấn đề khác. Tuyệt vời. Alo, tới rồi nha, xuống đi, chuẩn bị xuất phát luôn. Ok, đi giao ở Đồng Nai cho một vị khách của mình, một vị khách rất là tuyệt vời. Bây giờ Kỳ Lân đang trên đường đi giao, nhưng mà phát hiện ra một cái vấn đề. Một cái vấn đề này nó không biết gọi là vấn đề không, nhưng mà đó là một vấn đề rất tốt. Đó là cái trách nhiệm hậu mãi của Kỳ Lân. Vị khách này từng mua một cái Vertu 1.6 rồi, và cũng một thời gian dài không gặp. Và hôm nay vị khách này đã tiếp tục ủng hộ Kỳ Lân một cái đồng hồ Patek Philippe Nautilus cực kỳ đặc biệt và giá trị. Kỳ Lân nghĩ ra một vấn đề là cái Vertu thì khách đã mua đã lâu rồi, thì sẵn tiện bây giờ mình sẽ đem theo một quả pin Vertu dinh hãng mình tặng cho khách thêm để thay con pin cũ đi. Cái điều này gọi là một vấn đề đặc biệt mà đôi khi
chỉ những người mà bán hàng có tâm, những người mà có nghĩ đến khách hàng thì mới nhớ điều đó thôi, đúng không ạ? Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ quyết định quay xe về để lấy một quả pin hãng New đi về tu tặng cho khách hàng luôn. Và đã quay đầu xe và đã quay ha, và đã đến showroom Kỳ Lăng Luxury rồi. Nhân viên đã hỗ trợ rất là nhiệt tình, đã đem qua đường luôn để khỏi mình bọc qua. Ok, bên này đi em, bên này đi. Ok, cảm ơn em. Cái này pin của anh, còn cái này cái ba của okay. Anh có cái khóa, cái vòng tròn là em để trong đây nha. Ok ok, rồi dạ. Rồi cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn. Cái này của mình đúng không? À, tại máy em hết pin đây. Bên này đi công việc mấy ngày nay Lobo quên sạc pin nên nhờ nhân viên lấy pin secure. Đó, mình khỏi phải sạc mất công, mình xài hai pin nó tiện vậy đó. Ok. Rồi cũng đây là pin quả pin Vinh hãng New mà chưa xài. New 100% nha. Pin đặc biệt nha, pin chính hãng mà chưa qua sử dụng nha. Kỳ Lăng sẽ tặng cho vị khách của Kỳ Lăng đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất phát bắt đầu. Chúng ta đang trên đường, đây là đường gì ta? Xa lộ Hà Nội. À, xa lộ Hà Nội. Đó, đi qua Đồng Nai. Mình phải đi qua cái đường này, làm đi qua đường cầu Đồng Nai hay như là cầu mới. Đó, thì mọi người, thì quý bác xem và thông cảm. Cái ánh sáng nó hơi tối bởi vì Kỳ Lăng hẹn với khách là buổi sáng, nhưng mà vì một số việc đột xuất nên Kỳ Lăng xin được phép hẹn lại là buổi chiều, cho nên là đi giờ này hơi tối, nhưng mà đi tối nó có thú vị của tối. Và let's go. Và bây giờ mình đã đến địa phận của Đồng Nai, chuẩn bị qua cầu Đồng Nai là đến rồi. Để mình gọi báo khách một cái nha. Dạ alo anh, em bây giờ chuẩn bị qua tới chuẩn bị đi qua cầu Đồng Nai đây. Chắc cỡ 15 phút nữa là em có mặt tại chỗ anh nha. Ok anh, ok anh. Dạ dạ. Xe chạy ghê quá. Đây, cầu Đồng Nai chúng ta đang lượng xe lưu thông bây giờ rất là đông, đặc biệt là buổi tối nữa. Rồi đi về các tỉnh xe rất đông. Bình thường mùa dịch thì ở đây sẽ có một cái trạm này đầu phía của Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Đây vẫn còn đây nhưng mà hiện tại người ta không có chặn lại. Cái trạm này đó, người ta dựng lên để mà ta kiểm soát dịch. Và qua địa phận đây là của thành phố Hồ Chí Minh, muốn qua Đồng Nai thì phải qua trạm này. Và qua xong trạm này chưa hết, mình phải đi qua đầu cầu bên kia của Đồng Nai, là sẽ có một trạm bên phía Đồng Nai sẽ xét duyệt lần nữa. Đó, nó căng lắm. Bây giờ thì đường đi lại tự do rồi nên xe rất là đông. Ồ, mọi người nhìn nè, quý khách nhìn vậy. Tất xe hàng từ các tỉnh đổ vô Sài Gòn rất là đông, kẹt xe hầu như là nguyên cái cầu luôn, là bị kẹt cứng kìa. Đó, bây giờ là hết dịch ổn định rồi, nên anh Văn cũng đổ về Sài Gòn. Xe tải có cái xe 16 chỗ, chắc là chở khách. Đây, và chúng ta đi qua trạm thu phí. Hiện tại thì theo em đoán là trạm thu phí này họ sẽ không thu. Em đoán là như vậy. Theo em đoán là không thu. Vâng, thu không ta? Tại vì chắc vẫn còn hỗ trợ cho dân đi lại, không thu. Đúng rồi, y như em đoán. Rồi, thế là chúng ta đã bước qua địa phận của Đồng Nai và đang trên đường di chuyển vào nhà hàng của khách hàng. Và chúng ta tiếp tục, let's go. Và bây giờ mình đã đến nhà của vị khách rồi. Bây giờ chuẩn bị bàn giao thôi. Ngồi ngoài cho mát, tại vì vô nhà có sơ nhà mà thôi, ngồi ngoài cho mát, ngồi ngoài cho nó
lấy gió khí trời cho nó vui vẻ, cho nó gọi là mát mẻ, ok. Thế là đã giao xong, nhưng mà khách quá nhiệt tình. Vì khách này em nói với quý khách là quá nhiệt tình luôn. Và trước khi em đi, khách đã biết em đến và đã chuẩn bị một cái bàn tiệc cực kỳ. Em nói với các bác là mùa dịch kiếm nhà hàng không ra, nhưng mà vô đây như một cái nhà hàng. Nào là cua, và là cua to đùng, mà tôm sú, mà gì, bồ tạc, rồi rất rất nhiều món mà em nói với quý vị là tuyệt vời. Khách lại đưa tiền mặt cho em mấy trăm triệu, còn là chuyển khoản nên cầm về nó hơi vướng víu một xíu. Bình thường em giao dịch những cái sản phẩm giá trị này, đa số là em nhận tiền qua chuyển khoản thôi. Tuyệt vời. Không có gì mà hạnh phúc bằng, không có gì mà thú vị bằng khi mà mình đi giao sản phẩm cho khách hàng mà được khách hàng tiếp đãi mà như người nhà. Đó là một cái điều mà rất là trân quý. Xin cảm ơn vị khách đó, và cũng cảm ơn toàn thể tất cả những vị khách đã ủng hộ Kỳ Lăng, và cảm ơn tất cả những người, những quý vị, những quý khách sẽ ủng hộ Kỳ Lăng trong thời gian sắp tới. Và bây giờ xuất phát đi về. Xin chào. Nhớ ủng hộ kênh, subscribe kênh YouTube cũng như like theo dõi fanpage để theo dõi nhiều hành trình hấp dẫn mới tại Kỳ Lăng Luxury.